một sân chơi của trí tuệ và tài năng. Những gương mặt vượt trội đã nhanh chóng trở thành người dẫn chương trình truyền hình của VTV Cần Thơ suốt 2 năm qua. Họ góp mặt trong những chương trình quan trọng và trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sân chơi tiếp theo đã chính thức khởi động. Cánh sóng vàng danh giá đang chờ đợi chủ nhân mới. Hãy chứng tỏ bạn xứng đáng